biệt thự hiện đại lấy ý tưởng từ phong cách Nhật Bản, đồ sộ, cầu ghi tên chi tiết đang được thi công hoàn thiện. Hôm nay Louis sẽ cập nhật tiến độ từng hạng mục của dự án biệt thự tại Bình Dương. Phần cổng đã lắp đặt, đang được trang trí hoàn thiện. Ngoài thất tòa biệt thự đã được lát đá cẩm thạch đỏ phân gỗ tự nhiên, anh em công nhân đang trang trí phần tường rào. Bên cạnh đó là mài mịn lại đá granite để chuẩn bị đón em cây về. Bên trong tòa nhà, đội thi công nội thất của Louis đang lắp đặt cửa, giường và rất nhiều các chi tiết nội thất gỗ. Không gian nhà tắm được ốp đá cẩm thạch tự nhiên. Tủ cổ được bố trí hợp lý ngay cạnh nhà tắm. Phòng thờ của gia chủ được ốp toàn bộ vị trí tường với gỗ tự nhiên, sàn tiếp tục được ốp đá cẩm thạch. Vị trí sân thượng tại tầng 2. Và tới phòng ngủ số 4, nổi bật với hoa văn chi tiết tại các vị trí cửa chính, cửa sổ, giường ngủ. Đây là không gian tiệc của gia chủ. Phía cuối dãy nhà là căn nhà gỗ đã lắp đặt xong phần mái và chuẩn bị lắp đặt lan can. Bức tranh sông nước núi non hùng vĩ vừa được vẽ tông. Và bây giờ Louis dẫn các bạn cùng xem lại ngoại thất được ốp toàn bộ đá toàn căn nhà nhé. Mái nhà theo phong cách Nhật Bản hiện đại, tại vị trí cao nhất được lắp đặt cột thu xếp tiên đậu sớm, giúp an toàn cho ngôi nhà và khu vực xung quanh. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ 0909503838. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.